Xin chào các bạn. Hôm nay Lucasa xin giới thiệu sản phẩm bàn ủi hơi nước Juicehop model 20330-56. Chúng ta nhìn qua bao bì và chúng ta xem qua một số thông tin. Bàn ủi hơi nước Juicehop 20330-56, chúng ta sẽ thấy công suất là 2400W, trọng lượng là 5.2 kg, kích thước bao bì là 41, kích thước bao bì là 41 nhân 26 nhân 32. Đây là một sản phẩm của thương hiệu của Anh Quốc. Sản phẩm này hiện tại Lucasa đang bán cực sốc với giá là 3.500.000 đồng. Các bạn đặt hàng có thể đặt hàng qua website lucasa.vn hoặc điện thoại 0837658579, di động là 0909886183. Chúng ta có thể xem qua một vài thông tin ở dưới đây. Chúng ta có thể là bảo hành 2 năm này. Dung tích của bình nước là 1.2 lít này. Chúng ta có lượng hơi nước phun ra có thể đạt được là 250g, tức là hơi nước tăng cường đó. Chúng ta có mặt đế chống dính cao cấp bằng ceramic công suất 2400. Đó, một ở đây chúng ta nhìn bao bì hình này, chúng ta có một bàn ủi rất là đẹp, bao bì cũng rất là đẹp luôn. Sản phẩm được bảo hành chính hãng là 24 tháng trên toàn quốc, các bạn cứ yên tâm về vấn đề bảo hành. Bây giờ chúng ta sẽ mở hộp sản phẩm ra để xem chi tiết hơn về các. Chúng ta có một tờ sách hướng dẫn bằng tiếng Việt. Đây rồi, đây là thân bàn ủi toàn bộ luôn. Đây, chúng ta có một cuốn sách bằng tiếng Anh rất là lớn, rất là dày. Đây chúng ta có phiếu bảo hành. Sản phẩm bảo hành chính hãng là 24 tháng. Sản phẩm bảo hành chính hãng là 24 tháng theo phiếu bảo hành này. Bảo hành được trên toàn quốc. Sản phẩm là 100% chính hãng. Và đây là sản phẩm rất đẹp. Thật sự là rất đẹp. Với một sản phẩm đẹp như thế này và mức giá bán cực sốc là 3.500.000 thì chúng ta lên mua. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem là chúng ta sẽ có đây, để đây. Rồi chúng ta sẽ xem gần hơn vào cái bàn ủi này nhé. Rồi chúng ta thấy bàn ủi này bao gồm đây là một cái đế. Chúng ta nhìn đi. Bây giờ chúng ta nhìn xung quanh trước này. Rồi bây giờ sẽ mô tả cũng như là xem chi tiết về cái sản phẩm này. Chúng ta sẽ có cái tay khóa ở đây nè. Chúng ta nhìn chỗ này có một tay khóa này bằng nhựa. Và bên đây cũng vậy. Đây chúng ta nhìn thấy có hai cái tay khóa, đây cũng vậy nè. Chúng ta nhìn thấy có một tay khóa ở đây và một tay khóa ở đây. Chúng ta sẽ bật ra. Và chúng ta sẽ bóp ra, chúng ta sẽ đẩy cái nhựa này nè. Chúng ta đẩy cái nhựa này để bóp ra. Rồi. Đó, đây là cái mặt bàn ủi. Bây giờ chúng ta thì xem lại phần khóa này nhá. Là chúng ta là có hai khóa hai bên này đó. Khi chúng ta khóa nó đẩy cái phần nhựa màu tím này, chúng ta đẩy vào và khóa. Rồi chúng ta đẩy cái phần nhựa màu xanh này, màu đen này, nó sẽ mở khóa. Đó. Đây. Chúng ta thấy đây là một cái mặt đế được chống dính cao cấp, được phủ một lớp trắng men chống dính cao cấp ceramic nhỉ. Và chúng ta có một cái hụt hơi nước đây.
Đó. Còn đây là chọn chế độ, chọn nhiệt độ. Đó, chọn nhiệt độ cũng như là các loại vải. Ở đây máy được thiết kế bởi những cái khe này, là giả dụ như chúng ta mà ủi vào một cái áo mà nó có những cái khuy, cái cúc á, cúc áo á, để chặn vào cúc áo vào đây. Đó, rất đẹp. Đó, chúng ta sẽ đặt vào thôi, chúng ta khóa lại đây. Mở khóa thôi. Rồi, phần này chúng ta quan sát ở phía sau đây. Chúng ta quan sát ở phía sau. Cái nút trên đây á, vừa ấy, cái nút trên đây là cái nút hơi nước tăng cường. Hơi nước tăng cường là chúng ta tăng cường được khoảng 125g gam hơi nước. Còn ở phía sau này, còn ở phía dưới này chúng ta thấy này. Chúng ta xem lại cái ba cái nút này cho chính xác nhá. Ở đây ở nút giữa là chúng ta có một cái nút nguồn. Rồi chúng ta khóa nó lại. Đây. Chúng ta xem ở đây ở phía sau có ba cái nút này. Cái nút ở giữa là nút nguồn này bật này. Còn cái nút bên tay phải này là chúng ta nút chọn cái tốc độ phun. Ở cuối cùng là tốc độ phun yếu, ở giữa là phun bình thường và trên là phun mạnh nhất. Chúng ta chọn nhấn cái nút này để chọn cái tốc độ phun. Còn bên đây là chúng ta nhấn nút này thì cái nút bên này sẽ sáng lên là đang ở máy đang bắt đầu ở chế độ nước bắt đầu đun lên và thời gian đun nóng trong khoảng 1 phút 50 giây. Còn chúng ta nhấn ở dưới đây là chúng ta nhấn dưới đây này thì ở cái nút bên này á, nó đang báo là nước bắt đầu được phun ra, nó sáng đèn nó sáng lên. Ở phía dưới đây chúng ta sẽ thấy có một cái chốt đây. Cái chốt này chính là chốt để chúng ta mở cái hộp nước ở phía dưới này. Đó, đây. Đây là hộp nước để chúng ta tiếp nước vào đây. Đó. Dung tích của cái bình hộp nước này là 1.2 lít. Chúng ta mở ra để tiếp nước vào đây. Khi chúng ta tiếp nước xong chúng ta lại cho vào đây. Cho lại. Chúng ta dùng cái chốt này để mở ra mở vào nhé. Rồi, khi chúng ta nước vào đây chúng ta còn thấy một cái phễu ở đây nữa này. Ở phía trên đầu chúng ta có một cái phễu. Đây là chính là cái phễu để tiếp nước. Cho chúng ta ủi, chúng ta không muốn bỏ này, chúng ta tiếp nước, chúng ta đổ vào đây. Chúng ta dùng ca, chúng ta đổ cái nước vào trong cái phễu này. Khi chúng ta đổ đây thì nước sẽ được xuống phía dưới này, xuống trong cái lồng xuống trong và máy đã ủi bình thường. Chúng ta xem thêm mà chúng ta thấy dây dẫn hơi nước được quấn tròn ở thân bàn ủi. Hết rồi. Chúng ta trong quá trình chúng ta dùng á, chúng ta muốn thả ra thì chúng ta thả dây ra. Còn không chúng ta không muốn dùng nữa chúng ta cắt đi, chúng ta cuốn dây lại. Rất là đẹp. Rất là gọn. Rồi. Chúng ta cuốn dây lại rất là gọn. Đó. Chúng ta quan sát thêm, chúng ta có nhìn thấy ở phía đây chúng ta sẽ thấy một cái nút ở đây. Đây chính là chúng ta xả nước ra. Chúng ta xả nước trong bình, chúng ta nước cho trong đây rồi. Chúng ta ủi mà chúng ta không muốn ủi nữa, chúng ta thừa nước chúng ta xả. Chúng ta vặn chúng ta để xả nước nha. Đó, đây chính là cái nút để chúng ta xả nước ra. Chúng ta vặn lại thôi. Đó. Chúng ta quan sát lại toàn bộ cái loại bàn ủi. Đây là một loại bàn ủi theo kiểu dáng của bên châu Âu, bên Anh. Chúng ta thấy nó rất là đẹp. Màu bàn ủi được làm bằng nhựa và có màu màu chủ đạo là màu trắng và màu tím.
À, chúng ta nhìn đây, rất là đẹp. Cái này như chúng ta là đây dây điện đây. Đó. Thấy chưa? Chúng ta có một cái hốc, có một cái hốc để chúng ta cất dây điện đi. Đó, dây điện rất là dài. Và khi chúng ta mà muốn xài dây điện, chúng ta sẽ mở ra, xong chúng ta cho dây vào đây, chúng ta đóng lại. Đó, rất là gọn. Đây là một cái khu vực mà chúng ta cất dây điện đi. Một bàn ủi rất là chuyên nghiệp. Đó. Hết rồi. Toàn bộ, đấy là toàn bộ bàn ủi. Mình đã giới thiệu xong toàn bộ về các bàn ủi. Chúng ta xem qua lại một cái máy này nữa ha. Chúng ta thấy một cái, đây là một cái nút xả hơi nước này. Chúng ta thấy có một cái bình này. Đây là một cái bình chứa nước này. Đó. Rồi. Chúng ta có một cái phễu tiếp nước ở đây này. Rồi chúng ta có một cái khu vực để dây điện trong đây. Đó. Tiếp đến chúng ta có một cái. Đó. Rồi, chúng ta có phía trước này chúng ta thấy có một nút nguồn. Chọn tốc độ phun. Một nút bật để bắt đầu đun nóng. Và một cái bên đây là báo là nước đang phun ra. Ở thân máy chúng ta thấy máy được phủ một lớp men chống dính cao cấp ceramic. Chúng ta thấy đây là nút chọn nhiệt độ. Đây là nút có nút tăng cường. Tăng cường có thể tăng cường lên được là 125g. Bàn ủi có công suất. Công suất của bàn ủi là 2004. Bình chứa nước là 1000. Bình chứa nước là 1200ml. Lucosa đang bán với giá là 3,5 triệu. Một chiếc bàn ủi cực đẹp. Đây là cái nút khóa. Chúng ta với bỏ ra một khoản tiền là 3,5 triệu mà có được một chiếc bàn ủi cực đẹp, rất chuyên nghiệp, kiểu dáng châu Âu. Cũng có những thời điểm Lucosa chạy chương trình giá sốc thì có thể là bán với giá là 3 triệu. Chính vì vậy, để biết chi tiết về giá các bạn đặt hàng thì hãy xem qua website lucosa.vn hoặc điện thoại 0837658579, di động là 0909886183. Chúng ta sẽ thấy toàn bộ sản phẩm là một toàn bộ một cái thân sản phẩm này và sách hướng dẫn và phiếu bảo hành. Bảo hành chính hãng 24 tháng trên toàn quốc của Juicehop. Model là bàn ủi hơi nước Juicehop 20330-56. Rồi chúng ta xem quay lại một bàn ủi lần nữa này. Một chiếc bàn ủi cực đẹp, cực kỳ là thích luôn. Kiểu dáng châu Âu. Một chiếc bàn ủi có kiểu dáng châu Âu rất đẹp. Với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Thông thường ở ngoài thị trường người ta bán với mức giá rất là cao, nhưng Lucosa có một mức giá thấp. Lý do là Lucosa tiết kiệm được rất nhiều những chi phí mặt bằng cũng như là các chi phí khác và nhập với số lượng hàng lớn, tất nhiên là sẽ có mức giá tốt hơn. Rồi các bạn đặt hàng cứ liên hệ với Lucosa qua website lucosa.vn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.